Xin chào mọi người ạ, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trên kênh của Tranh Gỗ Đại Nghiệp. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em là đang có mặt ở tại Kiến Hưng, Thái Bình. Hôm nay thì cơ sở bên em là có cơ hội được đến bàn giao cho gia đình nhà anh khách là một tấm tranh đồng quê. Thật ra là lần trước thì em đã có cơ hội để xuống bàn giao một bộ tranh tứ quý cho gia đình nhà anh rồi. Đây là bộ tranh tứ quý mà lần trước là cơ sở bên em đến bàn giao cho gia đình nhà anh. Thì lần trước thì em xuống cái tầm nó khá là tối nên quay nó rất là mờ. Hôm nay thì có cơ hội được xuống cái thời gian nó sớm hơn thì quay nhà anh nó sẽ rõ hơn. Thì trước tiên thì chúng ta hãy cùng cơ sở bên em là đi tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ sản phẩm mà ngày hôm nay cơ sở bên em đến bàn giao cho gia đình nhà anh nhé. Thì đây là tấm tranh đồng quê được anh đặt của cơ sở bên em là kích thước theo yêu cầu là dài 1m97, cao 1m17, hàng ván to và được làm từ chất liệu gỗ hương đá với cái tích tranh là đồng quê cây đa to. Thì đây là tổng thể của tấm tranh đấy ạ. Thì không biết là các bác nhìn có rõ không nhỉ? Thật ra nhìn bên ngoài thì nó sẽ đẹp hơn ấy, sẽ đẹp hơn qua video đấy ạ. Qua video thì chắc là do, không biết là do điện thoại hay do ánh sáng nó sẽ hơi mờ một chút. Thì với cái tích tranh này thì các bác hình dung là khi mà hỏi một cái mẫu tranh mà khi nhìn vào đó mà chúng ta nhận diện được ngay đó là tranh đồng quê thì đây chính là một cái mẫu tranh như vậy đấy các bác ạ. Một cái mẫu tranh mà nó thể hiện rất rõ những cái nét đặc trưng của làng quê với cây đa, giếng nước, sân đình đúng không nhỉ? Với cái hình ảnh vô cùng nổi bật ở giữa chính là hình ảnh một cây đa cực kỳ lớn và một chiếc cổng làng. Đó, bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy là những cái cảnh lao động và sinh hoạt của người dân. Và khi nhìn ở một cái cự ly gần như này thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn những cái nét đục tỉa kênh bong của sản phẩm. Sản phẩm lần này thì được anh làm từ chất liệu gỗ hương đá và với độ dày của ván xẻ là 7,5 phân. Thì mọi người có thể hình dung là các cái đường nét đục tỉa, tất cả các cái chi tiết thì nó sẽ được kênh bong lên. Kênh bong chính là như này nha các bác. Cái này thì em đã giải thích ở rất nhiều các video rồi. Kênh bong chính là những cái phần mà khi mọi người luồn tay, mọi người có thể luồn tay qua này. Đó, tức là những cái phần nó được đục tách hẳn so với nền của tranh thì nó sẽ được gọi là đục tay kênh bong. Và khi nhìn ở cự ly gần thì chúng ta sẽ thấy này. Đây, thứ nhất là gỗ rất là đẹp này, phun trần lộ nguyên vân. Và khi mà dưới cái ánh đèn là vàng nhìn cái sản phẩm nó rất là ấm đúng không nhỉ? Nhìn nó rất là đẹp. Các chi tiết nó sẽ được nổi rất là rõ này. Đó. Bên này thì sẽ có lũy tre rất là đẹp. Thật ra thì với những cái sản phẩm đồ gỗ như này thì nếu mà có thời gian thì các bác cứ đầu tư thêm một cái đèn hát như này, nhìn sản phẩm nó sẽ đẹp và nổi bật hơn rất là nhiều. Đây là tổng quan về sản phẩm mà khi được treo lắp trên không gian phòng khách của gia đình. Quay lại một chút, cho em quay lại bộ tứ quý một tí nhá. Quay lại một chút thì đây là bộ tranh tứ quý mà lần trước cơ sở bên em có cơ hội được đến bàn giao cho gia đình nhà anh. Bộ này thì với độ dày ván xẻ cũng là 7,5 phân và là một trong những cái mẫu tranh tứ quý rất là đẹp. Và hôm nay thì có cơ hội để xuống để quay lại em nó một lần nữa. Đây, các anh cứ ngồi đấy ạ, nó không vướng ạ. Đây, các anh nhìn này. Đó, kênh bong moi móc, cực kỳ đẹp nhá. Đây là cảnh cúc đấy ạ, cúc kê. Hôm nay thì xuống cái buổi sáng này thì quay nhìn nó rõ. Lần trước thì em xuống cái tầm muộn, nó quay nó hơi bị lờ mờ một chút. Đây là tổng thể bộ tranh tứ quý đấy ạ. Anh có lên cho em xin ý kiến không? Không liền. Dạ vâng. Và với những các bác mà quan tâm về những cái sản phẩm tranh gỗ thì có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837 3 con 9 3 con 7, hoặc các bác có thể về thăm trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ tại số 47 và 62 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp nhé. Dạ vâng. Các bác có thể là xem những cái sản phẩm có sẵn hoặc là đặt kích thước theo yêu cầu thì đều có. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem video của cơ sở bên em ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người ạ. Xin cảm ơn ạ.